Chào các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Nguyên Hùng Audio, chuyên đánh giá và tỉ các sản phẩm âm thanh đến từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Trong video clip hôm nay, mình sẽ set up cho các bạn nghe một dàn đồng chất đến từ England, Anh Quốc, cặp loa B&W BDM610i và Amply Akam Alpha 9. Thì đây là một bộ là được làm toàn bộ được sản xuất tại England, Anh Quốc. Trước hết là cặp loa BDM610i. Thì cặp loa này là một cặp loa bút xe cỡ lớn, chiều cao 49, chiều ngang là 24 và chiều sâu là 30.3. Các bạn có thể thấy với kích cỡ trên thì nó rất là thuận lợi để chúng ta bố trí trong những căn phòng lớn, đòi hỏi những cái cặp loa mà âm thanh rộng và nó vừa đủ nghe âm thanh hay và nó bắt mắt. Loa lớn thì chúng ta để trong phòng, chúng ta nhìn nó sẽ đã mắt hơn. Cái dòng BDM610i này nó được thiết kế có khả năng đánh bi quay, có nghĩa là mỗi cái bên loa nó sẽ có hai cặp cầu loa để chúng ta có thể chơi bi quay. Khi chơi bi quay thì chúng ta sẽ tháo cái hai cái miếng đồng nối giữa cầu cầu trên và cầu dưới để chúng ta có thể thưởng thức được âm thanh của bi quay. Còn trong video clip này mình không có chơi bi quay, mình sẽ nối hai cái miếng, để hai cái miếng đồng đó nó nối với nhau để chúng ta có thể chơi bình thường. Còn Amply Akam Alpha 9 thì đây là một dòng Amply được sản xuất vào cuối những năm thập niên 90 với mức giá khoảng hơn 900 đô. Cái Alpha 9 này nó được thiết kế rất là tỉ mỉ, mặc dù nó không có gấu, không có nặng, không có đồ sộ giống như những Amply Nhật Bản, nhưng mà mình đảm bảo chắc âm các bạn nghe một lần là sẽ thấy mê ngay. Và điểm đặc biệt của những dòng Amply Anh Quốc cũng là vậy, nó thiết kế nó rất là lạ đời, nó không có kiểu, không có phải bắt mắt, không có phải là tinh tế và sang trọng. Cái này là rất là may mắn là chúng ta sở hữu cái Amply Akam Alpha 9 này, nó có sang ngang là 43, chứ còn nhiều dòng Amply Anh và Amply châu Âu nó có chiều ngang lỡ cỡ nó giống như 30 35. Hoặc là có khi chiều ngang nó lên đến 50 52. Nó rất là bất tiện cho khi chúng ta bố trí trong những cái dàn mà Nhật Bản nó có size 43 như thế này. Cái dòng Akam Alpha 9 này nó là đời cao nhất của Alpha nha các bạn. Có, chúng ta sẽ có Alpha 3, Alpha 5, Alpha 7, Alpha 8 và Alpha 9. Này, cái này chúng ta nhìn nghiền chúng ta sẽ thấy nó sử dụng một cái tăng phô xuyến. Thì tầng phô xuyến là linh hồn của cái bộ nguồn này, nó là nguồn cung cấp rất là ổn định. Những cái dòng Amply chạy tầng phô xuyến thì nó cho chất âm ổn định hơn rất là nhiều. Trên lưng nó có ký tự alpha, nắp tản nhiệt. Amply này nó cũng khá là gọn gàng và nhẹ thôi, khoảng 8 kg thôi, và nó hỗ trợ khả năng chơi hai cặp loa speaker 1 và speaker 2. Mình quay phía sau cho các bạn nhìn một tí. Rồi đây, mình đang gắn dây vào speaker 1. Vì là hàng Anh nên nó sử dụng điện 230V, 230V nha các bạn. Còn cặp loại BMW thì mình đang quấn đánh bình thường cho bởi vì quay. Rồi, cả bộ này đều sản xuất tại England nha các bạn. Mức giá cho cặp loa là 7,5 triệu và Amply là 9,5 triệu. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức đức âm của bộ đôi này. Theo anh đi ngàn lối, những đêm
Set up và test cho các bạn nghe bộ đôi Acam Alpha 9 kết hợp với đôi loa BNW DM610A. Như các bạn cảm thấy âm thanh nó rất là tuyệt vời. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Đừng quên bấm nút đăng ký nếu các bạn chưa đăng ký kênh này để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ Nguyễn Hồng Audio. Like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy thích video. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.